đi đâu vậy má? Má muốn lấy cái gì để con lấy cho má? Má muốn lấy cái tấm hình. Hình cũ xì, má la hoài nó không cũ à má ơi. Con nói vậy sao phải con? Hình kỷ niệm ngày chồng vợ cha con đoàn tụ mà. Má nằm nghỉ đi má. Má nghỉ đi nè, có bình dưỡng khí nè, để con mở cho má hít nha má. Má hít cho khỏe nha má. Hít đi má. Hít đi má. Má khỏe rồi. Má khỏe rồi con à. Hồ à. Dạ. Con có đi kiếm chị con, có gặp con Trường An không? Sao mà không thấy nó về vậy con? Dạ. Hả? Con có gặp nó không? Dạ. Con có lại đàn Hạng á. Con nghe Hạng nói chị có việc gì gấp lắm, cho nên chị mới theo bà chủ Hạng ra ngoài nhà Trang. Chị khỏi tốn hao tiền bạc, chi phí đều có bà chủ lo, từ tiền ăn, tiền lặt vặt, tiền phòng, tiền lương còn được lạnh gấp đôi. Đến khi xong xuôi mọi việc còn được thưởng thêm tiền, cho nên chị mới vội vàng ra đi. Nhưng tại sao chị con đi xa mà nó không đem theo quần áo để tặng? Con gái chứ đâu phải là con trai mà đi là đi liền. Thiệt quá là đồ hư thân mà. Ba má, má còn đau má đừng lên nông dần. Bây giờ đầu mai sẵn thiếu chi, ra ngoài chỉ mua chỉ mặc lo gì, hoặc là bà chủ sẽ mua cho. Thôi vậy cũng được. Hồ à. Dạ. Má hỏi thiệt con, mà con phải trả lời cho thiệt à nghe. Dạ. Con mua cái bình dưỡng khí này bao nhiêu tiền vậy con? Bao nhiêu? Con nói má nghe con. Dạ. Con này lại con người ta với giá là 3.000 đồng đó má. Tới 3.000 đồng lận hả? Dạ. Rồi tiền ở đâu mà con có? Dạ. Tiền con dành dụm để đóng học phí tháng này, với lệ phí đi thi và tiền vốn bán bánh mì đó má. Hồ, tại sao con không hỏi má? Má. Hồ ơi. Má, con biết rằng nếu nói với má thì má sẽ cản ngăn, không cho con mua bình dưỡng khí. Má sẽ bắt buộc con đóng tiền trường và lệ phí đợi ngày thi. Nhưng má, nếu không thi được niên khoa này thì con sẽ đợi kỳ thi năm tới. Nếu thiếu tìm trường mà học hành gian giờ năm nay thì con còn có đủ thời gian học hỏi cả mấy chục năm xa. Chứ một mai mà má chết đi rồi thì trọn đời con ngồi hận. Có đốt đốt rồi khắp trần gian cũng không sao tìm kiếm cho con một người mẹ nhân từ. Một người mẹ đã khổ nhọc với con, từ thuở còn xuân cho đến lúc bạc đầu. Từ thuở mà con mình còn ở làng Tân Ngãi, còn đi chợ Trường An. Cũng nhớ lúc hồi cử người ta không cho má đi dạy học, nhà mình nghèo má phải đi bán chuối chừng. Nhiều bữa trời mưa ban đêm thấy tụi con ăn chuối thay cơm, má cắn môi mặc dây vào vách mà suối lệ tuôn tràn. Con còn nhớ hồi đi thi trên trường tỉnh, con mặc bộ đồ mới, má mặc bộ dài sim đen. Con mang đôi dài ta ta trắng, má mang đôi buộc cùng lội bộ. Dắt con đi dưới ánh trắng khoe tiếng gà cái xa, mẹ hiền ru dắt dằn. Âu ơ di dầu cầu Giang Đóng Đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gờn khó đi. Có đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời. Ngày mã với con đứng chờ kết quả, vừa nghe ba tiếng lễ đồng hồ má reo lên con tôi thi đậu rồi, chạy lại ôm con mà ông mà khóc. Nỗi mừng vui trong phút chốc nghẹn ngào, mũi rung rung mà bảo nếu có ba con thì con sẽ được nhiều phần thưởng. Mà má cũng được ba con khen thằng là khéo dạy con đến đỗ đạt trong lúc thiếu hụt trăm bề. Về nhà má còn khen và nói rằng sau này tên tuổi của chị em con sẽ được người đời kính nể. Nhưng mà hôm nay chị hai con chị đã sao hả con? Đã sao? Trời ơi, con tức chị qua má, con ghét chị rồi đó. Ồ, con nói vậy nghe sao phải hả con? Chị hai con nó thương con nhiều lắm. Từ hồi còn nhỏ nó đã phải nhịn sữa để cho con được bú nóng. Mà không có sữa con phải bú sữa bò hiểu con chim. Có lần nó thèm quá đứt giật chai sữa của con rồi chung vô kẹt tủ, con mới khóc ra.